đó cái dấu rụng đó, một trái. Chút ở trên đó một cái dấu rụng đó thấy không? Chỗ của dao đó. Hai trái. Ở đây một cái dấu cắt thế nè. Dấu vô này nè thấy không? Chỗ có vô cái dây này nè. Cái dây này đi đi lên vô cái nhánh đó. Thấy à, thấy. Ba trái. Ai cắt? Không biết. Rồi, có trái nè. Bờ lách thô. Ba trái. Gì? Mưa là không có cắt được. Chỉ coi thôi. Nghe không? Chắc ba trái. Ba trái hả chú? Mày chạy đâu hết rồi? Mày chạy đâu hết rồi? Đóng đó. Cái này nè. Cái này nè. Cái này giống có hàng đẳng đó. Đâu rồi cái dây? Ô, mày chơi cái lưới đó, bắt cá luôn, biển không? Chỉ để đụ mẹ lăn cái mưa cho. Thì thiệt thiệt. Cái gì mà cũng như ngày cái đi ra ha. Rồi, đi rụng trái nữa nè, ở đây nè, ở đây nè. Còn dính không? Còn dính. Đó, nó dướng luôn nè. Dạ. Ủa sao có cái trái này ai cắt rồi chú? Nó rụng rồi, nó cuốn hư. Chèo trái túi. Cái thứ hả? Cứ gõ, gõ nó gớt. Mấy trái này nó cuốn rồi, nó thúi đó. Tầm lĩnh mà giống như làm cha mà không? Kìa, cái chuyện lớn kìa. Ông nội ơi, cái này mai chắc là nhiều lắm á, tại vì nó dài lắm rồi, mày, dài lắm rồi. Con gõ nghe tiếng mày mưa, mưa, ý là mưa không, không dám gõ á, ý là mưa đó, mưa nó cứng dao lại á, ừ. Mà không dám gõ đó, cứ gõ thằng ba hôm này con thì ông với tao lại giữa vĩnh cây đắng đó đi đốt đèn đủ mà mới chơi về rồi rất rồi bạn tới giác rồi mà. Trời ơi. Nhận sao mày không gỡ giấy xuống nhận? Cho tính quay phim. Quay chưa? Gỡ lên. Đây nha. Cái nữa là chú. Tùm lum mày ơi. Trời. Đây nè. Cái trái lăn đâu rồi? Tụi mày nãy nãy. Đây nè. Chú dưới hả? Đây nè, chú dưới nè. Lụm rồi, thu lụm nè. Quay đâu không thấy đâu. Lụm rồi đem lâu nữa rồi. Sao nó trong nhà? Sao đã thấy có hai trái hả? Ba trái của tôi nhỏ. Đằng kia ba với trái này là bốn à. Kìa, nhận đỡ xuống luôn rồi kìa. Rồi qua bên gốc đi, mình hay mình sẽ qua bên gốc. Qua bên gốc đi, còn Phương với chú ở đây tự xử kìa. Trên đây dấu cắt thấy không? Đến. Chỗ trái đại kế trái đèo nè. Nó trái cắt là cái trái thúi đít. Thúi đít phải không? Ừ. Ở đây trái này là rụng xuống mương. Mày đi, mình kêu tao làm cái gì? Bỏ trái cây sáo gì mà để xuống cái phường. Trái là của mình trồng, mình kêu mình trồng. Rồi đó vô khúc trống kia còn nhiều đó, chứ bự không. Có cây hồ riêng này, cây hồ riêng... Mà thòn. Không thòn hả? Ừ, cái cọc đó nó đã gì đâu cái trời. Nó tròn dình à. Món thon tròn dình. Mấy món thon nặng rồi dữ. Dạ. Dữ lắm. Tới liền. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hai thợ gõ của chúng ta. Thợ gõ đỏ và một thợ gõ xanh. Đây là gõ hủ tiếu. Này gõ chơi thôi chứ khó lắm, là gì mới nó mới mưa. Mưa cái nhát nó vô. Đừng gõ mạnh quá dập mọi ơi. Cái này tư ký nó nhiều đâu rồi. Này nó qua thương thượng tử nha rồi. Thượng tử nha. Thượng thượng tử nha. Chứ không còn phương tây đô nữa, còn phương tử nha. Con là phương tử nha. Phương thượng về. Phương thượng luôn mẹ ơi. Phương thượng. Phương thượng tử nha. Phương thượng tử nha. Phương riêng. Phương tân phương tây đô rồi. Tây đô. Rồi mạnh. Tây đô thì nó cứ phương tây đô. Rồi mạnh phương. Phương đô. Không có chuyện nó sợ cái chữ phương dừa. Phương dừa là năng dừa. Cái nhánh này.
số chú xứ trên đời có bao nhiêu trái cây mà nó có gai mà thơm. Mai chỗ này chắc 8 giờ vô quá chú ơi. Mày vô sớm đi. Mưa gì đâu rồi xếp lịch buổi chiều không à, mưa kỳ cục đi. Thiện nó nói mày nó gặp kịp lên thấy mày đâu, mẹ 11 giờ rưỡi vậy. Thì lúc đó vô luôn là kịp rồi. Tao ngoài này nắng chết đi hạ chạy vô. Thôi vừa vô luôn cũng thôi. Vô nằm vào vào luôn. Nó bình trà luôn. Bình thường. Rồi, chắc like đi mọi người. Rồi đưa cái trái chín cây coi. Ăn rồi, quay phim cái. Ăn rồi. Ăn đâu nhanh như vậy? Bốn muối à. Rồi, thử hả? Bốn muối à, xử hả? Ăn đi. Bốn muối rồi, xử. Kết thúc rồi nè, bấm chữ kết thúc nè. Cái tròn tròn phải không đó? Đó. Già rồi nè. Trời già hết trơn rồi. Mọi người cắt mẹ đi trái. Mua xe kia đi mấy bạn. Bói đó. Chín cây nè. Chín cây nè Nhân ơi. Mua xe kia chín cây nè. Các sư viên bây giờ chơi là vừa dao rồi vừa lỗ mũi luôn chứ. Nhanh đi mày đi, đi chậm quá nha, cái cây vô đó. Hửi đi
35, 36. Cái cây thế nào? Quay nè, quay ra, quay phim này nha, Tính ơi. Đấy. Nghe không? Nghe rồi. Dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi. Tới nái hết rồi. Đẹp như ngọc trinh luôn, tròn do như hột gà luôn. Đó. Đây, đây, chín cây nữa nè. Bây gần vô, bây gần vô. Nghe tiếng khác không? Bụp 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 bụp. Hai trái chín cây luôn. Chín cây hay chín đục? 80. Cho một trái tết cơm nha. Cho một trái để tết cơm. Dạ. Rồi tắt lại đi, tắt lại lại tết cơm nè. Có thể